Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 21 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 3 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp và cho ý kiến vào công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2024 cùng một số nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý 2 năm 2024, hội nghị đánh giá ngay từ đầu năm, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024, tập trung chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo nhân dân đón Tết Nguyên đán vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, tiến hành kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị theo đúng quy định. Quý 1 dự kiến toàn tỉnh kết nạp 405 đảng viên, đạt 19,28% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kinh tế xã hội đạt được một số kết quả nhất định, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 1,92%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng, bằng 21% so với nghị quyết của tỉnh ủy năm 2024. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã thu hút được 3 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 500 tỷ đồng. Lưu thông hàng hóa dịch vụ có mức tăng trưởng khá, hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc, các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP quý 1 đạt thấp, trong đó ngành công nghiệp xây dựng giảm 3,05%, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn vướng mắc, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đặc biệt nguồn vốn ODA, vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2, các đại biểu đề nghị cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, giải quyết những vấn đề đang vướng mắc khó khăn, trong đó tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra. Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào tờ trình của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo tổng hợp của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tờ trình của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy. Theo kế hoạch năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn toàn tỉnh đạt trên 74.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Quý 1 năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 22.290 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thương mại, tăng cường quản lý nhà nước về xây dựng dự án đầu tư hạ tầng dịch vụ thương mại phù hợp với điều kiện và định hướng cho từng vùng, từng địa phương. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách phát triển thương mại, trong đó quan tâm phát triển hạ tầng thương mại tại các vùng nông thôn miền núi để phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm phát triển thương mại điện tử, phát triển đồng bộ hạ tầng thương mại hiện đại và truyền thống giữa thị trường đô thị và nông thôn, tạo đà cho ngành thương mại tăng tốc và phát triển. Quý 1 năm 2024, tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng quý 1 năm 2024 trên địa bàn ước đạt 7.255 tỷ đồng, bằng 23,5% so với kế hoạch năm 2024, tăng 10,65% so với cùng kỳ năm 2023. Trong bối cảnh biến động thị trường tài chính và bất động sản, những thách thức trong quá trình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, Ủy ban Nhân dân huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là vấn đề về vốn thị trường tiêu thụ. Bên cạnh đó, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ chức cá nhân mở rộng sản xuất, tìm kiếm nhiều đơn hàng, đối tác. Đồng thời, các địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai đẩy mạnh các hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn, tập trung vào phát triển các hợp tác xã có sản phẩm đặc trưng, có sức cạnh tranh trên thị trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quảng bá các tiềm năng lợi thế để thu hút đầu tư. Ngay từ đầu năm, tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch và liên kết hợp tác du lịch, tiếp tục thực hiện nội dung chuyển đổi số về du lịch theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch, duy trì và phát triển cổng du lịch thông minh tỉnh.
Nhờ vậy, trong quý 1, tổng khách du lịch đến tỉnh ước đạt 1,6 triệu lượt khách, tăng 22,7% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế là 133.000 lượt, tổng doanh thu ước đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ. Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, thúc đẩy phát huy hiệu quả các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế, tuyên truyền vận động người dân gìn giữ phong tục tập quán truyền thống và hỗ trợ người dân tham gia hoạt động kinh doanh du lịch, đặc biệt là hoạt động du lịch cộng đồng. Phần đầu đến năm 2025, cơ sở lưu trú đạt trên 6.000 phòng, đạt 4,9 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 1 triệu lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5,4 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 26.000 lao động. Theo kế hoạch, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Lạc Sơn được đầu tư tổng nguồn vốn ngân sách trung ương trên 200 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn dành cho 2 năm còn lại là năm 2024 và năm 2025 là 97 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 67 công trình. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có 10 dự án, 14 tiểu dự án, 36 nội dung đầu tư khác nhau được tích hợp từ nhiều chính sách dân tộc. Việc triển khai thực hiện chương trình được huyện Lạc Sơn xác định là động lực và cũng là đòn bẩy hết sức quan trọng thúc đẩy sự phát triển của huyện, giúp người dân thoát nghèo hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó cần ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, khu vực khó khăn có đông đồng bào dân tộc thiểu số để tiến tới hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Tuổi trẻ Hòa Bình xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tháng thanh niên năm 2024 đã và đang diễn ra sôi nổi tại các địa phương trong tỉnh. Lực lượng áo xanh ra quân thực hiện nhiều công trình phần việc, qua đó phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ trên các lĩnh vực. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Lạc Thủy. Triển khai từ tháng 2 năm 2024, Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy đã hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng VTelehealth, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, nhằm giúp người dân tiếp cận được dịch vụ khám chữa bệnh dễ dàng, giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến trên. Tính đến nay, Chi đoàn Thanh niên Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy đã hỗ trợ được khoảng 70 người dân cài đặt ứng dụng này. Đây là một trong những hoạt động tích cực được các đoàn viên thanh niên tiếp tục thực hiện trong tháng 3. Chỉ cần một cái điện thoại thông minh là người dân mình đã cập nhật hết những cái dịch vụ mà của y tế mà mình cần để tư vấn khám chữa bệnh. Mục thứ nhất thì nó là tư vấn từ xa. Đấy, cái phần tư vấn từ xa ấy thì có thể kết nối trực tiếp với các bác sĩ tại trung tâm y tế, là mình có thể chọn bất kỳ ai ở những khoa nào để có thể liên kết với bác sĩ đấy và hỏi trực tiếp là những cái biểu hiện bệnh của mình như nào và có thể kịp thời nắm bắt được sức khỏe của mình tại nhà. Không cần thiết là đến đợi khi mà trở nặng hay là như nào để về đến trung tâm. Phần đặt lịch khám này thì ai cũng biết rồi, nghĩa là mình ở nhà mình có thể trực tiếp đặt lịch khám cho những ngày hôm sau và những cái giờ khám mình mong muốn. Khi mà mình đặt được những cái giờ như thế thì mình đến thì mình không phải chờ đợi nữa. Ngày 11 tháng 3 năm 2024, huyện đoàn Lạc Thủy đã tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2024 với chủ đề Tuổi trẻ Lạc Thủy xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và hưởng ứng ngày cao điểm tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Theo đó, trong tháng thanh niên, huyện đoàn Lạc Thủy tập trung đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên về lịch sử truyền thống của quê hương, truyền thống vẻ vang của đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Các hoạt động đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp lập nghiệp, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Tại lễ ra quân, huyện đoàn Lạc Thủy đã tặng 10 suất quà cho học sinh nghèo vươn lên học tập tốt và người có uy tín trên địa bàn xã Khoan Dụ, bàn giao công trình thắp sáng đường quê cho thôn Hoàng Đồng và công trình đường cờ thanh niên cho thôn Liên Hồng 2, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, làm đẹp cảnh quan, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Các hoạt động này đã nhằm khẳng định và phát huy được cái vai trò của đoàn viên thanh niên trong cái việc là xung kích tình nguyện là vì cuộc sống cộng đồng, cũng như là góp phần việc tham gia của đoàn viên thanh niên thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
hiện nay các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2024 vẫn đang được các cơ sở đoàn trong huyện tiếp tục thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra, với sự tham gia hưởng ứng của các lực lượng đoàn thể, học sinh, lực lượng vũ trang và bà con nhân dân, hướng đến những phần việc ý nghĩa, thiết thực cho địa phương. Thưa quý vị và các bạn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong bốn đột phá chiến lược trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Với lợi thế tiếp giáp thủ đô Hà Nội, cửa ngõ vùng Tây Bắc và đang triển khai nhiều cơ chế chính sách trong thu hút đầu tư, nhất là việc tỉnh Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Năm 2024, Hòa Bình đang có nhiều điều kiện để đón làn sóng đầu tư nhằm tạo sức bật mới cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Khu công nghiệp Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn được triển khai từ tháng 4 năm 2022 do công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Phú Hòa Bình làm chủ đầu tư. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng phục vụ dự án là hơn 213 ha trên địa bàn xã Nhuận Trạch và Cư Yên. Năm 2024, với quyết tâm khởi công dự án, các sở ngành của tỉnh, chính quyền địa phương đã tích cực hỗ trợ nhà đầu tư. Đến nay đã giải phóng mặt bằng được hơn 187 ha, đạt 87,6% tổng diện tích cần thu hồi. Các điều kiện để khởi công khu công nghiệp Nhuận Trạch đang được hoàn tất. Liên quan quy hoạch phân khu của mình đã lập xong và hội đồng thẩm định đã có ý kiến. Cái thứ hai là quy hoạch chi tiết thì sẽ được lập ngay sau đấy. Và hiện nay là dự án cũng đã có ý kiến về là phòng cháy chữa cháy của dự án rồi. Chủ đầu tư sẽ tiến hành lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định tại Bộ Xây dựng và cấp phép, thì dự kiến là thời gian đấy sẽ mất khoảng 6 tháng. Và dự kiến mình sẽ cố gắng nỗ lực để khởi công vào khoảng tháng 10 năm 2024. Cùng với khu công nghiệp Nhuận Trạch, 13 dự án trọng điểm của tỉnh thuộc nguồn vốn trong và ngoài ngân sách đang được đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm 2024. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, ngoài việc duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của tỉnh, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề Tỉnh Hòa Bình đồng hành với doanh nghiệp cùng phát triển, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hội nghị lãnh đạo tỉnh đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Giải pháp thu hút các nhà đầu tư thì ở chính quyền xã trước hết là luôn luôn mở rộng cửa để đón các nhà đầu tư. Về mặt pháp lý thì trong cái điều kiện mà quyền hạn của xã có thể cho phép thì luôn luôn là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư. Ngoài ra thì cái góc độ quảng bá về cái điều kiện mà xã có thể phát triển du lịch như là lòng hồ hoặc là những cái điều kiện khác như bản sắc văn hóa dân tộc và những điều kiện cảnh quan thiên nhiên ấy, thì là xã cũng đã đăng cai tổ chức cái hoạt động quảng bá du lịch như là năm 2023 đã thu hút rất là nhiều các nhà đầu tư về để cùng tham khảo, cùng xem và xây dựng các chương trình dự án sau này. Năm 2023, chỉ số cải cách hành chính Park Index của tỉnh xếp thứ 23, chỉ số PCI xếp thứ 53 trên 63 tỉnh, thành phố và tăng 9 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2021. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hòa Bình đã quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 500 tỷ đồng, nâng tổng số dự án toàn tỉnh là 714 dự án đầu tư ngoài ngân sách. Trong đó có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 469,2 triệu USD và 677 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 235.000 tỷ đồng. Trên cơ sở bám vào bản quy hoạch tỉnh Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh Hòa Bình đang triển khai những đột phá lớn về thu hút đầu tư. Là công tác thu hút đầu tư thì các cái quy hoạch vùng, huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thì đóng vai trò rất quan trọng cho vấn đề thu hút các dự án đầu tư. Để thu hút đầu tư ở trong quy hoạch tỉnh thì chúng tôi xác định là thực hiện năm cái nhiệm vụ đột phá chiến lược. Nên cải cách hành chính là chính là giảm các cái thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, cải cách rút ngắn các thời gian giải quyết các thủ tục, tháo gỡ những khó khăn để giải quyết các cái thủ tục cho nhà đầu tư. Tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong năm 2024, trong đó tập trung vào các chỉ số có thứ hạng chưa cao như chi phí thời gian, tiếp cận đất đai, chi phí không chính thức. Thực hiện hiệu quả bộ chỉ số DDCI để đánh giá năng lực của chính quyền cấp huyện và các sở ban ngành của tỉnh trên góc độ điều hành và tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh và hoạt động của doanh nghiệp tại địa phương. Thank you.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Chi tiết về nội dung này sẽ có trong chương trình thời sự 19h45 phút tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ 17 đến 24 độ. Khu vực phía Nam tỉnh mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ 17 đến 23 độ. Khu vực phía Tây tỉnh mây thay đổi không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ 17 đến 22 độ.